Maldives là một quốc đảo bao gồm một chuỗi lớn các đảo, tạo nên một quần thể đảo tuyệt vời nằm ở khu vực Nam Á. Trên biển Ấn Độ Dương, được biết đến với vị trí đắc địa và vẻ đẹp ngoạn mục của các đảo san hô. Quốc kỳ Maldives là lá cờ chữ nhật có ba màu đỏ, lục và trắng. Nên cơ là hình chữ nhật màu đỏ, ở trong là hình chữ nhật màu xanh lục. Chính giữa hình chữ nhật màu xanh lục là hình trăng lưỡi liềm. Màu đỏ trên cờ tượng trưng cho máu của các anh hùng dân tộc đã hy sinh cho chủ quyền và độc lập của đất nước màu xanh lục đại diện cho sự sống, tiến bộ và phồn vinh, màu trắng là cho hòa bình, an ninh và niềm tin của nhân dân vào đạo hồi.